Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Thanh Duy lên tiếng về việc chuyển giới, bức xúc với danh sưng Thánh Cướp Mít. Thời gian gần đây Thanh Duy bất ngờ xuất hiện với hình ảnh nghệ sĩ giả nữ và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Nam ca sĩ thừa nhận bên trong mình vẫn ẩn chứa tính cách của một người phụ nữ. Tuy nhiên, anh không có ý định chuyển giới. Thanh Di trở lại showbiz với nghệ danh mới là Delila, một Rắc quyên, nam ca sĩ vẫn sẽ giữ hình tượng cũ của mình. Anh chỉ muốn xuất hiện thêm với hình ảnh mới. Thanh Duy khẳng định bản thân không có ý định sẽ chuyển giới vì muốn sống cả hai cuộc đời cùng lúc. Thanh Duy xinh đẹp lộng lẫy khi hóa thành con gái. Khi xuất hiện với hình tượng giả gái, Thanh Duy lấy nghệ danh là Delila. Nam ca sĩ chia sẻ với ngôi sao.net Duy muốn nói với mọi người rằng Duy không có ý định chuyển giới Dù chuyển giới là hành động rất dũng cảm Nhưng Duy vẫn thích làm con trai hơn Duy muốn sống cả hai cuộc đời Trên thế giới có nhiều rắc quyên Nhưng chỉ số ít là người chuyển giới Còn lại toàn là con trai mà thôi Duy đang tận hưởng cuộc sống làm con trai và Duy không nghĩ mình có nhu cầu chuyển giới. Thanh Duy cho biết hình tượng cô gái Delila như một nhân cách thứ hai của mình. Cô ấy khác biệt, phá vỡ giới hạn và sống cá tính mạnh mẽ hơn nam ca sĩ. Mọi người nghĩ rằng tôi giả gái, nhưng thực chất tôi muốn mang người phụ nữ bên trong của mình ra ngoài. Thanh Duy tâm sự. Nam ca sĩ cho biết khi được làm Delila, anh cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, Thanh Duy còn tiết lộ rằng trong suốt 15 năm hành trình nghệ sự nghiệp, anh không thể tự quyết định phong cách ăn mặc ra sao. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nam ca sĩ muốn được là chính bản thân mình. Thanh Duy bọc bạch, đến nay, Delila trong tôi cần lên tiếng nói của mình. Cô ấy đã bị che giấu quá lâu và thế giới cần thấy sự tồn tại của cô ấy vì cô ấy xứng đáng cô gái delila cất tiếng hát để nói với những người ngoài kia rằng hãy cứ là chính mình chấp nhận bản thân cả những điều có thể không hoàn hảo nhất bởi chính nó mới biến bạn thành độc nhất nam ca sĩ vẫn sẽ xuất hiện song song với hai hình tượng cả nam lẫn nữ Bên cạnh đó, Thanh Di cũng hiếm hoi chia sẻ về danh sân Thánh Cớp mic đã đeo bám anh thời gian dài. Sự việc bắt đầu khi nam ca sĩ tham gia một show truyền hình. Anh kể, tên gọi này đeo bám tôi 2-3 năm nay rồi, khi tham gia ký ức vui vẻ. Lúc ca sĩ hát trên sân khấu thì mọi người nghe tiếng tôi hát theo. Thế là họ bảo tôi không tôn trọng nghệ sĩ biểu diễn, nhưng thực tế mic của tôi và các đội trưởng đều bị tắt hết vào lúc đó. Việc tôi hát theo là thể hiện sự yêu mến, muốn hòa theo không khí với người nghệ sĩ trên sân khấu. Nhưng dù tắt mic nhưng tiếng trên hiện trường vẫn được ghi âm và được ban tổ chức dựng để tạo không khí vui vẻ. Tuy nhiên, do giọng hát và giọng nói của tôi đặc biệt không được đều và hòa hợp với tổng thể nên tôi hay bị ném đá. Nam ca sĩ trải lòng, tôi hiểu sự khó chịu của mọi người và đã xin lỗi vì điều đó, nhưng những bình luận này cứ đeo bám tôi 2-3 năm nay. Nhiều khán giả, nghệ sĩ hiểu chuyện cũng lên tiếng bên vực tôi, nhưng nói cách mấy thì những người đã ghét tôi vẫn như vậy thôi. Tôi vẫn là cái gai trong mắt họ, vì vậy các bạn có hiểu và chấp nhận hay không là do các bạn. Thanh Duy cũng cho biết thấy hạnh phúc và biết ơn khi có người hiểu mình và bỏ ngoài tai những thông tin tiêu cực. Thanh Duy nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của khán giả khi xuất hiện với hình tượng mới. Người hâm mộ mong rằng năm ca sĩ sẽ tiếp tục tỏa sáng trong quãng đường tiếp theo. Còn bạn, bạn nghĩ sao về những chia sẻ của Thanh Duy? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.